Đây, đây, vợ ngồi đây đi. Ơ anh ơi, anh chỉnh ảnh không anh ơi? Ơ đây, 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 đây. Vừa chạy ra ngoài tí. Chào hai vợ chồng nha. Vâng, chào anh. Thế hai vợ chồng đi đâu đây? Dạ em qua chỉnh ảnh ạ. À, thế chỉnh ảnh gì thì gửi qua đi em. Đây, em gửi qua rồi. À, ái chà, hình con à? À, con trai em. Ờ, thế tấm này chỉnh gì đây? À, anh chỉnh cho bé da trắng lên một tí, với cả cái khuôn mặt ấy, cho giống em một tí ạ. À, ok, anh hiểu rồi. Ái chà, bé đáng yêu thế nhỉ? Cái này chắc được 1 tuổi rồi chứ? Dạ, đúng rồi anh ạ. Được đứa con em mừng lắm anh ạ. À. Để giấu gì anh ạ. Hồi trước là em ở bên nước ngoài, đi lao động, xuất khẩu lao động ấy, mà gia đình em trông ngóng mãi à. 1-2 rồi em về để sinh con anh ạ. Ờ, thế đi đi nước ngoài lâu chưa? Về Việt Nam lâu chưa? À, em về hơn 1 năm rồi. Mà chính xác ấy là 1 năm tròn 8 tháng ấy ạ. Ờ, à, chú nhớ ngày gớm nhỉ? Ở bên đấy nhớ nhà lắm anh ạ. Em đếm từng ngày cơ mà. Thì nói chung ai đi lao động nước ngoài chẳng thế em. Dạ, ừ. Mà anh thấy cháu nhà em bụng bẫm ghê chưa? À, có điều ấy, nó chả được trắng như em đâu. Thế nên là cái gì anh chỉnh cho bé trắng lên một xíu. Ờ đúng. Nói chung em cũng đừng có quan tâm mấy cái việc đấy. Con cái nó không giống cha mẹ, nó là chuyện bình thường, đúng không? À, nhiều khi cha trắng con đen cha trắng, đó là chuyện bình thường, chả sao cả. Đúng không em? Thế để anh làm cho nhá. Dạ vâng, anh làm giúp em. À mà khoan, em nói em đi nước ngoài về là bao lâu rồi? 1 năm 8 tháng. 1 năm 8 tháng mà con tròn 1 tuổi. Cái sai sai gì nhỉ? Sai ở đâu anh? Em đếm từng ngày cơ mà, sao mà sai được? Hình như sai đấy. Tại vì là con em tròn 1 tuổi mà em đi nước ngoài về là 1 năm 8 tháng, là tính chính xác luôn là 1 năm 8 tháng đúng không? Đúng 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 đúng. Thì... Này anh kia, làm thì lo làm đi, lầm nhầm gì vậy? À, không, em để anh tính tí, tại vì cái đầu anh đó, nó là nảy số, nó kêu thấy tính cái gì mà tính, lo làm đi. Chờ xíu, chờ xíu. Để coi nào, 1 năm 8 tháng. Thôi mệt quá, giờ có đi làm không? Hay là tôi để tôi đi chỗ khác tôi chỉnh đây. À, à, thôi, 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 để anh làm, em nóng quá. À, mà ở đây có nhà vệ sinh không anh? Ờ có, em ra phía sau á. À. Ờ. Dạ vâng, em nhờ tí ạ. Cưới đi. Thế em không thấy sai à? Sai gì? Thì này nhá, chồng em đi lao động nước ngoài về là 1 năm 8 tháng, tức là tròn 20 tháng. Con em tròn 1 tuổi, nếu mà tính cả thời gian mang thai nữa là 21 tháng 10 ngày. Thấy không lệch à? Đúng không? Muốn nhiêu? À, thì em coi được nhiêu đấy thì được. 2 triệu, ok chưa? Ok, chốt 2 triệu nhé. Yên tâm. Làm gì? À, hình của em xong chưa anh ơi? À, chú đi vệ sinh ra rồi à? Thế có bấm nút không vậy? Có chứ. À, nhiều khi khách quên bấm nút, anh lại được một mớ kho báu, mệt lắm. Nè 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 nè, tấm hình của em sửa hết bao nhiêu vậy anh? À, thì giờ tấm này giá 2 triệu á em. 2 triệu? À. 2 triệu á hả? Anh làm một tấm hình 2 triệu mà anh coi được á hả? Thì anh coi được mà. Thế anh mới nói chứ. Nói chuyện giá cả em hỏi vợ em, anh có báo với vợ em. Đúng đấy. Rồi anh, làm giá 2 triệu là rẻ rồi đó. Ừ. 2 triệu mà rẻ. Thế giờ sao? Không làm nữa, đi quán khác làm. Thôi, vợ không đi nữa đâu, vợ mệt lắm. Làm đại đi rồi còn về mua bánh sinh nhật cho con nữa. Anh Huy chỉnh ảnh là siêu cấp nhất ở đây rồi. Giá đó là vợ thấy rẻ rồi đó. Ừ. Mà 2 triệu. Thế sao? Hai vợ chồng tham khảo thôi chưa? Chồng đưa tiền đi, chồng đưa tiền thôi. Anh làm đi. Chứ anh không có bắt ép đâu á nha. Anh vô tiệm thuận mua thì vừa bán thôi. Chồng đưa 2 triệu cho anh Huy đi. Bạn đi rồi còn về còn đi công việc nữa. Sao hai vợ chồng thỏa thuận xong chưa?
Nếu mà không làm nữa thì đi chỗ khác chứ anh cũng không có ép buộc gì đâu á. Thôi làm đi em. Vào đây là Thuận mua vừa bán nha. Thôi em gửi anh 2 triệu. Rồi cảm ơn nhá. Đây 4 tờ 500 là 2 triệu này nhá. Rồi. Nói trước anh không có ép buộc gì đâu đấy, đúng không? Vâng, vâng, vâng. Anh ra giá mà đồng ý thì làm, còn không thì thôi. Đúng không em? Ê chưa em? À được rồi anh ạ. Nhưng mà em thấy 2 triệu hơi cao đó nha. Anh tặng thêm 1 tấm đi. Cao hay không hỏi vợ em mới biết. Thôi anh tặng thêm em 1 tấm đi. Hôm nay là sinh nhật của thằng bạn em luôn đấy. Em muốn tặng cho nó 1 tấm. Anh làm giúp em luôn đi. Tặng à? Thôi để em gửi qua nha. Thế em gửi hình qua đi. Tặng em tính nhỉ. Rồi đó anh. Ủa? Đây là bạn em á? Bạn em. Sao nó giống